Ngày 6 tháng 5 tại Công ty Cổ phần Than Đèo Nai, Tập đoàn phối hợp với Hội đồng An toàn Vệ sinh Lao động tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, tháng công nhân năm 2024 với chủ đề Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng, đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải cho biết trong những năm qua, cùng với việc tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, Tập đoàn đã thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức của người lao động. Vì vậy, số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng của Tập đoàn đã giảm đi đáng kể. Tổng Giám đốc nhấn mạnh với điều kiện khai thác ngày một xuống sâu đi xa như hiện nay, nguy cơ mất an toàn lao động luôn tiềm ẩn. Do đó, công tác an toàn vệ sinh lao động luôn được các đơn vị thuộc tập đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và được củng cố quan tâm chỉ đạo thường xuyên liên tục. Là về phía công đoàn phối hợp cùng với chuyên môn thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đến cán bộ công nhân viên để thực hiện tốt cái công tác an toàn và để hưởng ứng để cái tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và đặc biệt là trong cái tháng 5 và cái tháng công nhân phân xưởng cũng thường xuyên để chăm sóc và thăm hỏi động viên giúp đỡ các gia đình đặc biệt khó khăn trong đơn vị. Cùng với nhiệm vụ đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, tập đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị thành viên tiếp tục quan tâm, chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tổ chức tốt phong trào thi đua, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cho người lao động. Đăng ký đảm nhận các công trình sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành nghiêm quy trình sản xuất, biện pháp an toàn, nâng cao tự chủ an toàn, bảo vệ bản thân và đồng đội. Trong quá trình làm việc, chúng tôi luôn luôn đề cao công tác an toàn. Nếu cảm thấy an toàn thì chúng tôi mới làm việc. Còn nếu có vấn đề gì và không đảm bảo an toàn, chúng tôi sẽ báo cán bộ cấp trên để xử lý những vấn đề tồn tại. Sau đó chúng tôi mới tiếp tục làm việc. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trưởng ban chỉ đạo tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động đề nghị các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục chủ động làm tốt công tác phòng ngừa nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, tăng cường áp dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế tối đa các rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, tập trung cao nhất cho chăm lo, thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Tại lễ phát động, Trung tâm An toàn mỏ và Trung tâm cấp cứu mỏ đã trình diễn phân tích nguyên nhân các vụ nổ khí mê tan trong hầm lò và diễn tập phòng cháy chữa cháy. Cũng trong ngày 6 tháng 5, các đơn vị thuộc tập đoàn đã đồng loạt tổ chức phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động, tháng công nhân năm 2024. Thank you.